xin lỗi. Sau đây mình sẽ dạy về bài vẽ phát điện sân chiều ba pha. Kiến thức cần dạy của bài này là cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha. Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha thì nó gồm hai bộ phận chính, đó là stator, là gồm có các cuộn dây được gắn trên một khung tròn cách đều nhau 120 độ. Phần rotor là gồm có một lăng chân, có thể là lăng chân bình thường hoặc lăng chân điện. Còn về nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha thì là khi quay lăng chân thì sẽ sinh ra từ thông biến đổi trong các cuộn dây, từ đó trong các cuộn dây xuất hiện động cảm ứng, xuất hiện động cảm giữa các cuộn dây có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lấn pha nhau đôi một là 2π/3. Nếu ta mắc các điện áp này vào các tải thì chúng ta sẽ có được các dòng điện cùng biên độ, cùng tần số nhưng lấn pha nhau 2π/3. Thì đầu tiên ở bài này mình sẽ vấn đề của bài này cần làm đó là cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha. Thì tình huống của mình đưa ra đó là học sinh đã biết được về máy phát điện xoay chiều một pha, biết được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha. Thì mình sẽ nói cho học sinh rằng ở trong thực tế ngoài máy phát điện xoay chiều một pha thì chúng ta còn sử dụng máy phát điện xoay chiều ba pha. Khi đó mình sẽ cho học sinh xem máy phát điện xoay chiều ba pha như ở trên đây là có. Và mình sẽ cho máy phát điện xoay chiều này hoạt động để học sinh thấy được đầu vào và đầu ra của máy phát điện xoay chiều ba pha và thấy được chức năng của nó. Thì để máy phát điện xoay chiều hoạt động thì mình sẽ mắc cấu tải. Ở đây mình dùng xe sẽ cho máy phát điện hoạt động. Thì ở đây học sinh sẽ quan sát được là thấy các đèn sáng, thì khi đó mình sẽ nói cho mình sẽ yêu cầu học sinh nhận xét là đầu vào là gì và đầu ra là gì. Học sinh nhận xét là khi đầu vào thì mình quay lăng chân thì sẽ thấy là có điện ra ứng như máy phát điện xoay chiều của pha, là cũng có đầu vào lăng chân quay và đầu ra đó là phát được điện ở trên các tải, đó là các đèn sáng. Thì khi đấy mình sẽ hỏi thêm học sinh một câu đó là tại sao lại các đèn lại sáng, các đèn sáng có giống như ở máy phát điện xoay chiều của pha không, thì học sinh nhận thấy rằng ba đèn này sáng không đồng thời, tức là nó nhấp nháy, thì chứng tỏ là ở đây các dòng điện trên các đèn là không phải như nhau. Thì khi đó sẽ đặt ra một vấn đề là vậy máy phát điện xoay chiều ba pha sẽ có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động như thế nào mà lại có thể gây ra được hiện tượng học sinh vừa thấy như vừa rồi. Thì để giải quyết vấn đề này thì mình sẽ đầu tiên yêu cầu học sinh quan sát kỹ hơn về máy phát điện xoay chiều ba pha và nêu ra các bộ phận cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha mà học sinh nhìn được, và yêu cầu học sinh dựa vào có thể liên hệ với máy phát điện xoay chiều một pha để có thể thấy được các điểm tương đương. Thì học sinh có thể đưa ra là nó có các cấu tạo gồm có một lăng chân, thì ở đây là lăng chân điện,
trên vành tròn thì có các trên vành tròn sẽ có các cuộn dây, thì ở đây có 6 cuộn dây nhưng chúng ta chỉ là 3 cuộn dây, 2 cuộn dây đối xứng với nhau qua trục quay thì chính là một cuộn dây được tách ra. Thêm vào đó ngoài ra còn có các bộ phận như là một bộ phận để dùng quay lam chân. Ngoài ra lam chân điện thì cần có phải đối với nguồn để quay lam chân điện thì sẽ có đầu ra, còn để dẫn điện ra thì cần phải có ổ khóa để dẫn điện ra, và đây là các đúng để có thể nối với tải. Thì khi nói cho học sinh biết về cấu tạo thì có thể hỏi lại cho học sinh là vậy trong các bộ phận của máy phát điện xoay chiều 3 pha thì đâu là các bộ phận chính, thì học sinh có thể nêu ra được các bộ phận chính là gồm có lam chân điện và các cuộn dây. Thì khi học sinh nêu ra được các bộ phận chính như vậy thì mình sẽ cùng học sinh thiết kế một mô hình vật chất chức năng đơn giản hơn để có thể nghiên cứu rõ hơn về máy phát điện xoay chiều 3 pha và cấu tạo như nguyên tắc hoạt động. Thì có thể ở đây dùng lam chân điện thì chúng ta có thể thay thế bằng một thanh lam chân bình thường, còn các cuộn dây thì chúng ta sẽ làm từ 3 cuộn dây được mắc như ở trên mô hình này. Và các tải thì sẽ đơn giản hơn, đó là tải trực tiếp các đèn led lên các cuộn dây này để lấy điện. Thì sau khi theo mô hình vật chất chức năng trên thì mình sẽ cùng học sinh đi nghiên cứu về nguyên tắc hoạt động của chúng. Thì ở đây học sinh đều biết rằng nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Mình sẽ có thể cùng học sinh nghe ra là chúng ta sẽ quay lam chân để làm gì, và khi đó học sinh sẽ biết là quay lam chân sẽ gây ra được từ thông biến thiên, và khi từ thông biến thiên sẽ xuất hiện các xuất điện động ở trong các cuộn dây. Mình sẽ hỏi rõ hơn học sinh là các xuất điện động ở trong các cuộn dây này có những đặc điểm như thế nào. Thì học sinh đều biết là ở đây chúng ta dùng các cuộn dây như nhau, khi chỉ quay một lam chân thì sẽ thấy rằng nó có cùng biên độ và cùng tần số, nhưng đặc điểm khác nhau là chúng ta đều thấy đèn nháy chứng tỏ là thấy các cuộn dây này mắc ở ba vị trí khác nhau, chứng tỏ là có thể là nó sẽ lệch pha nhau. Nhưng khi đấy mình cũng có thể làm thí nghiệm cho học sinh nhìn thấy để chứng tỏ rằng nó lệch pha nhau, đó là các đèn này sẽ không sáng đồng thời. Sau khi học sinh nghiên cứu xong về hiểu được về cấu tạo và chức năng như vậy, thì chúng ta có thể kết luận lại một lần nữa về cấu tạo và chức năng của máy phát điện xoay chiều 3 pha. Cấu tạo chính thì sẽ gồm có một nam chân đóng vai trò nam chân quay nên người ta gọi là vô to thời, và có các cuộn dây được đặt trên các vành tròn người ta gọi là stator. Và nguyên tắc hoạt động thì như đã nói là khi nam chân quay thì sẽ gây ra được từ thông biến thiên trong các cuộn dây và gây ra xuất hiện động, các xuất hiện động này lần pha nhau một góc là 2 pi trên 3, và đối với tải thì sẽ được đóng điện lần pha nhau một góc là 2 pi trên 3.